Em thì uh, thực ra em còn chưa học đến master, em mới chỉ học bachelor cho nên là câu chuyện nghĩ rằng là em 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 cảm thấy là cái việc học PhD nó thực sự là một cái gì đó mà sẽ sẽ cần cam kết và cần commitment rất là rất là mạnh. Với rất nhiều bạn trẻ em nghĩ là khi mà mình chưa có nhiều trải nghiệm thì mình cũng không biết được rằng là mình có phù hợp hoặc là mình sẽ có nên đi theo con đường nghiên cứu đấy không thì theo chị là nếu mà giả sử như bây giờ với những bạn trẻ như vậy thì họ nên tiếp cận như thế nào để biết được rằng mình có có nên theo đuổi con đường học vấn hay không? Oh, chị nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay bởi vì bản thân chị là giảng viên ấy thì đã có rất nhiều bạn sinh viên tiếp cận chị à, vâng. và bạn uh, chia sẻ với chị là em rất muốn học tiến sĩ vâng. nhưng mà đến lúc hỏi ra thì bạn muốn học tiến sĩ vì một cái mục đích là sau này bạn đi làm bạn đi tư vấn doanh nghiệp à. uh, thì tức là các bạn đang có một cái nhìn nhận nó chưa đúng lắm về cái việc đi học tiến sĩ và nghĩ rằng là cái bằng cấp có thể giúp tạo cho mình cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn uh, nhưng thực tế là chị cũng muốn phải uh, phải, phải um, chia sẻ một cách rất là công tâm là Đúng. nếu như mà bạn muốn làm việc trong ngành giáo dục, bạn muốn trở thành giảng viên đại học thì bạn mới nên đi làm tiến sĩ. Đúng. hoặc là nếu như bạn muốn làm nghiên cứu ý, những cái công việc thuần về nghiên cứu thì bạn hãy đi làm tiến sĩ. thì uh, chị nghĩ là đối với những cái bạn mà đang phân vân, chưa biết là mình đang ở đâu, mình nên đi theo hướng nào ấy thì tốt nhất là bạn nên thử. Uh, ví dụ là chị đã hiện tại chị đang tạo cơ hội cho khá nhiều bạn sinh viên ở trường chị là làm mà gọi là trợ trợ lý nghiên cứu của chị, research assistant. Vâng. Các bạn uh, có thể theo các cái um, dự án nghiên cứu cùng chị và uh, tham gia các bước trong nghiên cứu và các bạn sẽ tự thấy rằng là các bạn có phù hợp hay không. Vâng. Đấy, ví dụ là có một bạn làm chị 3 năm rồi và đến nay đã ra được hai bài nghiên cứu với nhau rồi. Vâng. Đấy, và và sắp bạn làm, vẫn là sinh viên. Bạn vẫn là sinh viên, bạn bây giờ mới là sinh viên năm cuối thôi và sắp tới thì bạn đã có học bổng đi sang uh, sang um, Singapore để học tiếp thạc sĩ và bước tiếp theo sẽ là học lên tiến sĩ. Tức là ừ. bạn rất là rõ ràng về cái định hướng của mình. Đấy còn lại thì uh, chị nghĩ rằng là nếu như mà các bạn trẻ ở trên đại học ấy mà nghĩ rằng là mình có hợp với việc nghiên cứu hay không thì cái cách tốt nhất đấy là thử làm xem có được hay không. Ừ. Và cái cách dễ nhất để thử đấy là mình liên hệ với chính giảng viên của mình uh, để um, các thầy cô có thể cho mình tham gia nghiên cứu cùng. Thì chị nghĩ là À, sau một thời gian các bạn sẽ nhận ra là đây có phải là nghề cho mình hay không vâng <laughs> tức là không có cách nào tốt hơn là phải thử. trực tiếp lao vào và thử đúng và thử thì có thể là mình sẽ biết được rằng là mình phù hợp nhưng mà cũng có thể là không nhưng mà ít nhất là mình sẽ có nhiều dữ liệu hơn để đưa ra một quyết định em hay gọi là informed decision đúng rồi chính xác <laughs> chứ còn nếu không chị thấy rất nhiều bạn là lao theo con đường làm tiến sĩ đúng và rồi. năm một năm hai là bị uh, rớt luôn rớt đài luôn Bản thân các bạn không thấy hứng thú với công việc đấy và các bạn ừ. đã lựa chọn là dừng cái hành trình đấy. Thì khi đấy cái cái gọi là cái cost đúng không? Cái chi phí mà các bạn phải trả cho cái việc uh, quyết định sai lầm nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cái hành trình của chị khi mà học PhD như vậy thì nó nó diễn ra như thế nào? Nó có suôn sẻ không hay là nó có cái cái <laughs> <hiểu> gì ạ? <laughs> ok, ít ai nói rằng là học PhD là suôn sẻ. <laughs> nói cho đúng là như thế thì uh, thực ra là chị phải chia sẻ năm đầu tiên đối với chị nó là rất khó khăn, cực kỳ khó khăn. Và. Và rất nhiều lần là muốn về nhà với mẹ rồi Và, Và. rất nhiều lần ôm gối khóc rồi Và thực ra là đấy là hành trình bình thường Chị phải nói là bình thường Rất là bình thường với tất cả các bạn uh, Du học sinh, học học tiến sĩ Hoặc Và. là nghiên cứu sinh khác Và. Đấy thì um, khi mà mình bắt đầu Một cái hành trình mà mình chưa biết cái gì cả Mình là một tờ giấy trắng Thì mình sẽ phải học hỏi rất là nhiều Và nó không giống như là chúng ta đi học Đại học hay là thạc sĩ Mà chúng ta lên lớp có thầy cô chỉ dạy Ở đây là mình sẽ tự làm và mình sẽ có người hướng dẫn Tức là ví dụ nhà mình không hiểu đâu Thì mình sẽ có thể trao đổi với thầy hướng dẫn Để thầy gỡ gạc giúp mình Nhưng mà không có nghĩa là thầy luôn luôn ở đấy Để mình có thể hỏi 24 trên 7 được vâng. Đấy, cho nên hành trình đấy là một hành trình Nó rất là gọi là gì lonely <laughs> vâng. đấy. Và khi mà trong năm đầu tiên đấy Mình sẽ phải dành dồn rất là nhiều tâm sức và và dành rất nhiều thời gian để mình tự học và sau khi năm đầu tiên chị thấy là chị trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng rồi thì Đúng đến năm thứ hai và thứ ba của chị nó diễn ra khá là suôn sẻ.